nhà thuốc cho em hỏi là từ lúc em sinh con xong thì em bị stress và sụt ký trầm trọng, em lại bị mất ngủ và ăn uống chưa được ngon miệng lắm. Xin hỏi là sụt ký sau khi sinh thì em nên uống cây thuốc nào để phục hồi lại sức khỏe ạ? Em xin cảm ơn. Chào bạn, trường hợp của bạn thì chúng tôi khuyên bạn là nên đi khám tổng thể tại bệnh viện để biết được tình trạng sức khỏe, bởi vì khi cơ thể mệt mỏi thì chắc chắn bạn đang mắc vấn đề về sức khỏe. Nếu như sau khi đi kiểm tra sức khỏe mà bác sĩ kết luận là sức khỏe của bạn bình thường thì bạn có thể yên tâm và sử dụng một số biện pháp khác nhau để nâng cao thể trạng cho cơ thể. Các biện pháp để nâng cao thể trạng cho cơ thể như là ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc đúng giờ và nên đi ngủ sớm, tích cực luyện tập thể dục thể thao, bổ sung các vitamin, khoáng chất vi lượng bằng hoa quả và sử dụng một số bài thuốc nam dân gian. Theo kinh nghiệm dân gian thì chứng bệnh mệt mỏi, stress thì có thể sử dụng thảo dược để khắc phục. Để ăn ngủ ngon thì chúng ta có thể sử dụng một số loại thảo dược có tác dụng an thần như là hoa tam thất, cây lạc tiên hoặc là củ bình vôi. Để tăng cân và ăn ngon miệng thì chúng ta có thể sử dụng cây cỏ máu. Đây là những loại thảo dược có tác dụng bồi bổ cho cơ thể và giúp tăng cảm giác thèm ăn, giúp tăng cân một cách hiệu quả. Đặc biệt là rất là tốt cho phụ nữ sau khi sinh nở. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.